Nhâm xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video 1351 của shop em nha các anh. Cái mã số video 1351 á, thì em sẽ ghi bên góc trái này nha. Mình chốt đơn mình báo cho em mã này để em gửi hàng cho nó chính xác nha các anh. Còn số điện thoại để chốt đơn thì các anh vui lòng liên hệ 0982 437343. Số điện thoại em sẽ ghi ở bên dưới này ạ. Và hôm nay thì có cần một khúc nha các anh. Mấy hôm nay các anh hỏi em cần đặt với lại cần một khúc rất là nhiều. Này em về được 4 cây á, em sẽ lên đầu video nha. Anh nào xem được thì mình liên hệ em sớm nha. Và cần câu lua này, cần này là cần cắm gốc 1m6 cứng tới tận 200 luôn, câu đáy rất là ok, đọt to nha các anh. Và cần tay 5m4, 6m3 hàng lóng ngắn, và hai cây này là hàng lóng dài này 3m6 ráp khúc, có một cây giả trúc cực kỳ đẹp nha các anh. Cả hai cây này đều cứng, đều 4H hết này. Tí nữa em sẽ lên thêm chi tiết nữa nha. Và cuối video sẽ là cần dây trong với lại cần câu lục. Lục hôm nay là chữ là đầu cần với lại đánh lục bền, câu cảm giác hoặc là bạch bãi nha các anh. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000. Còn đơn máy câu, đơn phụ kiện là 30.000 một đơn. Canh được đặt từ hai sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Nhưng mà chỉ tính đối với cần hoặc là máy nha. Còn riêng những cái món phụ kiện như là cước này các anh, cước hoặc là phao này thì vẫn như cũ, trên 500 em mới miễn phí ship được ạ. Đầu tiên sẽ là một con máy câu dòng Kaida. Máy câu Kaida, máy này xài thực tầm 3.000 năm cho đến 4.000 ạ. Cấu tạo thì thân là carbon nha các anh. Thân là carbon, còn cái phần cối này sẽ là cối kim loại này. Cối kim loại, ở đây em có tặng thêm cho các anh một cái cối carbon nữa nha. Mình có thể vào hai loại dây rồi mình câu trải nghiệm nha các anh, đỡ phải tháo ra tháo vào nhiều, mất thời gian nha. Và máy này chạy tới tận 8 bạc đạn, hỗ trợ tải cá rất là khỏe nha các anh. Dòng này thì chuyên sản xuất để xuất sang châu Âu nha, chất lượng của nó rất là đảm bảo. Mời các anh trải nghiệm thử ạ. Đảo chiều tay quay được, bên trái bên phải đều được hết ạ. Các anh dùng tay quay bên trái thì cứ báo em đảo luôn mình về chỉ việc câu thôi. Em test hoạt động này, gài cước, con lăn đều còn rất là ok, hoạt động tốt nha. Không lầm lỗi, không có lầm lỗi gì hết. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ạ. Nó có phanh ABS nha các anh, với lại xoay rất là nhẹ mượt này. Tặng thêm cho các anh một cái cối phụ nữa. Và con máy này có mã số 1, 350.000. Máy câu mã số 1 có giá là 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 2. Số 2 sẽ là một máy lu ngang tay trái nha các anh. Con máy này là máy xót kho nha, chỉ có một con duy nhất thôi. Cái này là đợt em bán chung với lại cây cần lua 4 khúc các anh. Cái này xót kho, duy nhất một con này. Máy này là máy tay trái. Máy tay trái, cái vòng tua nó cao lắm các anh. Vòng tua của máy này nó tới tận 6.3 nha. Nên khi mà các anh xoay một vòng như này mình sẽ thu được rất là nhiều mét dây. Vòng tua cao thì tốc độ thu dây nó cũng nhanh hơn, đỡ mỏi tay nha. Cực kỳ phù hợp để câu lua ạ. Lua lóc, lua chẽm đều ok hết này. Vòng tua 6.3. Tay quay thì sử dụng là dạng tay quay đôi. Với lại cái màu sơn của nó là màu nhám nha các anh. Màu nhám, mà nhìn máy nó rất là đẹp này. Con lăn chi cứ vẫn còn hoạt động tốt luôn, không có lầm lỗi gì hết nha. Không lầm lỗi gì hết. Video em quay như nào thì em sẽ gửi hàng như vậy ạ. Máy lu ngang tay qua bên trái, chạy 5+1 bạc đạn nha các anh. Rất là khỏe. Điểm những chỗ màu vô nhà cái phần cối này, cối với lại ngay kia có ngay tay quay này, nhìn cực kỳ sáng luôn. Và máy câu lu ngang tay bên trái, một con máy duy nhất, mã số 2, giá là 550.000. 550.000 con máy câu này, mã số 2 ạ. Và tiếp theo số 3. Số 3 dòng máy câu Fish MX nha các anh, TA5000 ạ. TA5000 cấu tạo thì thân cũng là carbon, với lại cối thì là cối kim loại nha các anh, không phải cối nhựa mũ đâu nha. Bên em không có bán máy nhựa, chỉ có hàng carbon với lại kim loại thôi, nên là các anh yên tâm ạ. Cối sóng này, vòng tua 5.2 luôn nha các anh. Đa số những con máy này vòng tua nó cao lắm, tốc độ thu dây nó sẽ nhanh, mình xoay máy đỡ mỏi tay hơn. Hai chiều đây ạ. Nhẹ mượt không lầm lỗi nha các anh. TA5000 xài thực 5000 này, máy tay quay đôi đẹp. Và máy câu mã số 3 có giá là 350.000. Máy câu mã số 3 giá sẽ là 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì đây là em có cái dòng cước Mỹ nha các anh. Cước Mỹ, cước của hãng Bassa, chuyên sản xuất để xuất sang châu Âu nha. Hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng để xuất châu Âu ạ. Và cước này đường kính dây của nó là 0.40mm, thì cái size cước sẽ là size 6 chấm nha các anh. Size 6 chấm.
tải cá thì lên tới là 17,5 kg. Và một cuộn như này sẽ là 150 mét dây. Một cuộn 150 mét dây cho mình ạ. Sợi dai cực kỳ luôn nha các anh. Nó có cái độ đàn hồi này, chịu lực rất là tốt. Với lại đặc biệt cái dòng cước Mỹ này nó rất là nổi tiếng với cái độ chìm nhanh nha các anh. Chìm nhanh, không có hề gây thu hút cá luôn. Và nó không bị ảnh hưởng bởi không khí hay là gió nước gì hết. Câu rất là ok. Tải cá cao 17,5 kg. Một cuộn 150 mét dây, giá là 120.000. Hàng mua 1 tặng 1 cho mình ạ. Đây là mã số 4 nha. Mua 1 tặng 1, nhận hàng kiểm tra đúng 2 cuộn mới thanh toán nha các. Đây là mã số 4, 120.000. Và số 5 cũng là tương tự như vậy luôn. Sợi cước cũng là màu đỏ, nó chỉ khác size với lại thông số thôi. Đây là size 7 chấm. Đường kính dây thì là 0.45mm, còn size là size 7 chấm ạ. Sức tải lên tới là 21,9 kg nha các. Còn một cuộn như này sẽ là 130 mét dây. Một cuộn 130 mét dây, cước Mỹ màu đỏ, cước Bassa ạ. Cuộn này mã số 5 nha các. Mã số 5 có giá là 120.000. Mã số 5 giá 120.000 ạ. Và tiếp theo số 6. Số 6 thì có cái phao này to nha các. Phao này phao câu biển, phao to lắm, phao to câu biển. Nó vẫn còn cái hộp về này. Về chiều dài thì em đo được là 50cm luôn nha các. Cái phao này chiều dài nó 50cm. Có cái hộp này, giá bán bên Nhật 1.280 yên. 1.280 yên. Hộp và phao về vẫn còn cái hộp này cho mình nha. Nào em sẽ để lại luôn. Em gửi kèm đầy đủ cho các anh ạ. Tại vì đây là cái hộp chuyên của nó. Để nếu mà mình đựng trong này nó sẽ bảo vệ cái quả phao này tốt hơn, tránh tình trạng mà dập gãy nha các anh. Và quả phao này giá là 250.000 nha. 250.000. Mã số 6. Mã số 6 có giá là 250.000 ạ. Phao câu biển phao to nha các anh. Tiếp theo số 7. Số 7 là một con máy cối nông chuyên câu lục nha. Đặc biệt là câu lục xa bờ. Nó canh đánh săn hàng cả đầu 20-30 á. Mình dùng con máy này cho khỏe này. Cối thì nó sử dụng là cối kim loại. Thân sẽ là carbon. Cái màu nước sơn là màu xám nhám, cực kỳ đẹp luôn ạ. Thân carbon, cối kim loại. Tay quay cũng là dạng kim loại luôn, nên rất là chắc chắn. Và máy thì chạy tới tận 18 bạc đạn, hỗ trợ tải cá rất là khỏe nha các anh. Gạt cước chắc chắn này, con lăn mới ken luôn. Lăn mới ken nha các anh. Video em quay sau em gửi hàng lại nha, nên là các anh yên tâm ạ. Tên máy là NGK10.000 nha các anh. Vòng tua là 4.8 này. Bình thường mấy con máy cối nông này á, nó tầm 3 chấm mấy thôi các anh. Nhưng mà riêng dòng máy này nó lên tới là 4.8. Cái vòng tua nó nhanh nha. Và cái đường kính của cái gạt cước này nó cũng to. Và một vòng xoay như vậy các anh thu được vào rất là nhiều mét dây. Vòng tua 4.8 ạ. Có chế độ xả nhanh này. Các anh câu săn hàng rất là thích cái chế độ xả nhanh này. Khi mà mình đóng cá, nhất là gặp cá to nha. Và hạn chế rối dây trong quá trình câu kéo. Với lại em cũng vào sẵn dây rồi nha các anh. Em vào sẵn dây dù BE cho các anh này. Full cối luôn. Mình về chỉ vì câu thôi nha. Về chỉ vì câu thôi. Vào đầy cối. Dây này dây tốt lắm các anh. Chịu lực chịu tải cũng tốt. Và mã máy câu này là mã số 7 nha. Mã số 7 có thể đảo chiều được. Bên trái bên phải dùng đều được hết ạ. Fana bếp này. Dừng mượt mà. Mã số 7 có giá là 1.200.000. Miễn phí ship nha các anh. 1.200.000 ạ. Và tiếp theo số 8. Con máy này là hàng siêu phẩm không các anh? Siêu phẩm nha. Con này là máy đuôi chuột của Daiwa. Dòng không, máy Shimano em nhập. Shimano nha. Dòng Amberjack 9000 AS. Máy chạy 3 bạc đại nha các anh. Dòng máy đuôi chuột. Cái 9000 này là cái tên của nó nha. Còn cái size thực của máy này thì nó phải tầm là 14 đến 15.000 nha các anh. Máy size to. Câu biển săn hàng này. Cá mập hoặc là đi đập cá luôn các anh. Cốt ở bên trong của máy này. Nồi đồng cối đá nha, cực kỳ bền, rất là khỏe. Đấy, toàn thân của nó là kim loại hết các anh. Nồi đồng cối đá hàng nội địa Nhật, rất là chất lượng nha, mới ken luôn. Cái dòng máy này, cái bản máy này á, thường nó là màu đen với lại màu vàng thì rất là nhiều, nhưng mà cái màu bạc này lại cực kỳ hiếm nha các anh. Cực kỳ hiếm luôn, Việt Nam chỉ có một con duy nhất này. Con lăn mới ken này. Còn xoay được luôn các anh. Còn làm mới kèn xoay được. Cái này các anh đem đi câu biển nha. Câu biển sang cá mập nè. Hoặc là câu cá thu, cá ngừ. Câu cá to, gạt cước. Rất là chắc chắn.
nào câu biển hoặc là mình để mình sưu tầm, vừa câu vừa sưu tầm trưng bày nha các. Hàng độc lạ, hàng hiếm nha. Máy Shimano Amberjack 9000 EX đó. Đây là cái núm đuôi chuột đây các. Để mình siết drag thì mình siết ở dưới này nha. Núm côn. Và vòng tua của nó sẽ là 4.4 nha các. 4.4. Thường máy to nhưng mà cái vòng tua như này là cao rồi nha các. Bình thường máy to như này vòng tua nó tầm 3 chấm mấy thôi à. Nhưng mà con này được tới 4.4 này. Ratio 4.4. Không lầm lỗi luôn. Quay nhẹ tên, không có xào lắc gì hết ạ. Đảo chiều tay quay bên trái bên phải đều được hết. Máy câu đuôi chuột Shimano, nội địa Nhật Japan nha các. Size 14-15 nghìn. Và giá cho em siêu phẩm này là 3.650.000 nha các. 3.650.000 nha. Đây là mã máy câu số 8 ạ. Máy đuôi chuột của hãng Shimano Japan cho mình. Nồi đồng cối đá bao bền luôn ạ. Và tiếp theo là số 9. Số 9 sẽ là một con máy siêu mini để câu tôm nha các. Máy siêu mini câu tôm luôn. Máy này là dòng Win 500. Win 500. Cố em cũng vào sẵn dù rồi. Con câu tôm hoặc là câu cá ao hồ, câu giải trí. Với lại hồi mình gắn con Ikada á các. Gắn con Ikada rất là hợp nha. Câu gì nâu, câu cá hói. Máy size thực 500 ạ. Gọn nhẹ lắm. Cái này con mình vặn ốc ra là mình có thể gập cái tay quay vào á, bỏ túi quần đi câu cũng được luôn. Gọn nhẹ cực kỳ. Win 500. Đảo chiều tay quay bên trái bên phải đều được hết. Có chốt chặn đầy đủ. Thân thì vẫn là carbon nha các. Còn cối này là cối kim loại này. Cối kim loại. Xoay có tiếng kêu. Vào sẵn UBE cho các anh luôn nha. Và mã máy câu số 9. Máy này sẽ có giá là 199.000 nha các. 199.000 con máy câu này nha. Đây là mã máy số 9 ạ. Và tiếp theo số 10. Số 10 thì có hai cái túi nhỏ. Hai cái túi nhỏ này canh có thể đựng máy hoặc là mình đựng những cái phụ kiện á. Mình để trong này. Hai cái túi nhỏ nha canh. Cái này nó vẫn có cái dây để mà đeo này. Vẫn có dây đeo. Hai ngăn luôn. Hai ngăn đựng nhiều đồ nha. Có hai ngăn cho mình luôn ạ. Có sẵn dây đeo và dây khóa kéo thì vẫn sử dụng ok nha các anh, không có lỗi lầm gì hết ạ. Đây cái túi thứ nhất nè, rồi cái thứ hai. Cái thứ hai. Thứ hai này thì cái bên dưới này đế của nó là dạng nhựa cứng nha các anh. Dạng nhựa cứng. Cái túi chiều dài là cũng được 45 á, chiều dài 45 cm, còn bề ngang này chắc tầm 20 22. Cái này là hàng về kèm nha các anh. Hàng về cùng này, đấy bên bên đấy các anh câu xong rồi bỏ vào trong cái hộp á. Hàng về có gì thì em giới thiệu luôn, tại vì mấy cái này em cũng chưa sử dụng qua. Hàng về kèm có gì thì em đăng như vậy, với lại gửi hàng cho các anh như vậy luôn nha. Ở đây thì nó có cái túi lưới nữa. Túi lưới này, các anh chia đồ ra mình bỏ trong này cũng được này đấy. Và combo hai cái túi này 250.000 nha các anh. 250.000, đây là mã số 10 này. Hai cái túi cho mình nha. Mã số 10, 250.000 ạ. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên cần cho mình nha các anh. Đầu tiên thì em có cây 2 khúc dòng Trophy nha. Cần câu 2 khúc có chiều dài là 1m8. 1m8 và cây này đọt to lắm các anh. Đọt của nó phải tầm là 3.4 luôn nha. Đọt to lắm. Các anh ngâm xong câu cá tra hoặc là câu dạng câu ngâm nguyên một vàng luôn á, mình câu cây này ok này. Trophy 1m8 dàn khoen thì sử dụng là khoen 3 chân, khoen hãng và bát cũng là bát hãng luôn nha. Trọng lượng của cần sẽ là 210g và mã cần câu số 1, 190.000, cây 1m8 này ạ. 190.000 mã cần số 1. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì có cây cần đặt nha các anh. Cái này là nó đặt, cái phần ngọn này của nó là ngọn đặt luôn nha. Cây này là cần đặt 1 khúc ạ. Cần đặt 1 khúc có chiều dài là 1m6. Cây này dài 1m6, màu nước sơn là màu xanh đậm như này. Cán tay cầm cán mút nha các anh. Cán tay cầm cái mút và bát thì sử dụng là dạng bát hãng này, bát vặn cho mình ạ. Bát hãng, bát vặn. Dàn khoen thì toàn bộ là khoen hãng hết luôn nha các anh. Khoen và bát đều là khoen bát hãng. Và đọt cần là đọt 1.3 ly, trọng lượng 152g. Còn câu mã số 2. Mã số 2 cái này đọt dễ nảy lắm các anh. Có độ nảy cực kỳ tốt. Mã số 2 và giá của cần sẽ là 290.000 cây này nha. 290.000 cần 1 khúc nha các anh. Mã số 2.
Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 thì cũng có cây cây một khúc này. Cây một khúc này thì nó dài là 1m7 nha các. 1m7. 1m7 luôn, khoen bát hãng, nước sơn là màu đen. Cây này với cây màu xanh nãy giống nhau nè các. Nó chỉ khác về cái chiều dài thôi, còn lại giống nhau nè. Đọt nãy tốt lắm. 1m7, nước sơn màu đen toàn thân luôn, khoen bát hãng. Và con này có mã số 3 nha, mã số 3 290.000. Mã cần câu số 3, cần đọc 1 phút 290.000 ạ. Tiếp theo số 4. Số 4 là cây 1 phút, nhờ cây này là hàng carbon nha các. 1 phút carbon, chiều dài 1m3, đọt 1.1 ly. Còn trọng lượng là 131g ạ. 131g, dàn khoen Fuji lọ xứ sáng nha mình này. Còn bát thì là bát Fuji FS6, bát gọt. Nó Fuji FS6 bắt đầu, cần đặt 1 phút nha, 1m3. Và cây này có mã số 4, 480.000. Mã cần câu số 4 có giá là 480.000 cho mình ạ. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì là cắm gốc máy ngang nha canh. Cần cắm gốc máy ngang. Đọt là đọt đặt thép nè. Đọt đặt thép. Cái dàn khoen này của nó đẹp nha canh. Cái khoen này thì em không biết là khoen zin hay là về mạ lại màu xanh này, nhưng mà hiện tại thực tế là nó có cái màu xanh như này nha các. Phôi là phôi fib, à không, phôi carbon đọt bạc thép. Bát là bát Fuji nè, bát Fuji bát vặn, chiều dài cần sẽ là 1m8 ạ. Và đọt cần 1.3 ly, trọng lượng là 138g. Cái này có mã số 5 và giá cần là 390.000. Mã cần câu số 5, 390.000 ạ. Tiếp theo số 6 là một siêu phẩm cần lua Shimano dòng Badwell XT nha các. Shimano Badwell XT, và cây này nó có chiều dài là 1m60, chiều dài 1m68, độ cứng L. Cần mới ken, không khác gì hàng đập hộp luôn các. Không khác gì hàng đập hộp. Độ mới nó tầm là 97-98% như mình nha. 97-98%. Và đặc biệt cái phần bát này á, sử dụng là dạng bát chạy. Bát chạy thì các anh, ví dụ mà mình đánh cá bé câu mương suối á, thì mình lắp ở dưới này, mình cầm cây cần như này, nó có độ nảy này. Còn nếu mà các anh đánh cá to thì mình có thể chỉnh cái bát lên đây, mình gắn con máy vào, thì khi mà các anh cầm máy như này, mình có cái điểm tựa ở đây để mình đánh cá to một tí, có điểm tựa để mình dìu cá to nha các anh. Nói chung cái dòng bát chạy này nó rất là tiện ở chỗ đó nha. Mét 68 cứng tầm L, tải mồi 2-10g, hàng Korea sản xuất, có mã có tên vàng. Và tải cá thì từ 4-10 lb ạ, dòng Shimano Badwell XT. Khoen hai chương khoen Fuji loại sứ đen nha các. Fuji loại sứ đen này, còn ngọn cần sẽ là ngọn ngọt. Cái này ngọn của nó là, đây nó có thông số này, đỉnh đầu thông số luôn nha các. 1m68, ngọn 1 ly 6, còn trọng lượng là 65g ạ. Trọng lượng cần 65g, hàng đẹp ken luôn. Nhận hàng bao kiểm tra hàng. Mã số 6, 1.1 triệu cây này. 1.1 triệu cây cần là lua Shimano nha các anh, mã số 6 nè, 1.100.000. Các anh muốn xem thêm chi tiết của cần nào, hoặc là video ra cần á, mình cứ liên hệ em nha, em gửi thêm chi tiết các anh tham khảo họ. Tiếp theo số 7 là cây cần câu lua của Yamaga. Cây này thì có chiều dài là 2m4, độ cứng MH, tải mồi từ 30-60g, bát C4 cộng, bát vặn nha các anh. Và khoen thì là khoen Fuji loại xứ xích, chân khoen chân gôn ạ. Fuji loại xứ xích, chân khoen chân gôn, phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân luôn. 2m4 và đọt là 2.3 ly. Trọng lượng của cây này nó sẽ là 165g nha các anh. 165g, cần cầm chắc tay lắm, phôi lóng nó dày, cầm chắc tay cực kỳ luôn ạ. 2m4, độ cứng là MH. Và mã cần câu số 7, đọt 2 ly 3, 165g. Mã số 7 và giá cần là 1.250.000. 1.250.000 mã số 7 ạ. Tiếp theo số 8 là cây cần câu lua máy đứng có chiều dài là 2m28 của Shimano. Cần máy đứng nha các. Máy đứng tải mồi từ 7-30g. Bát thì cũng là bát C4 cộng luôn. Và khoen của cây này thì nó là khoen Fuji đen cho mình nha. Khoen Fuji đen, phôi carbon xoắn toàn thân ạ. Bát C4 cộng này. Còn bên dưới này là dạng cánh tay cầm bóng chày nha các. Cánh carbon monocon web, cánh bóng chày. Bát C4 cộng bát vặn.
dài 2m28, cứng tông M và ngọn cần là 1.7 ly. Cây này thì nó có trọng lượng là 125g nha các. 125g. Cần câu mã số 8. Mã số 8 và giá cần là 700.000. Mã số 8 giá 700.000, nhận hàng được kiểm tra hàng ạ. Tiếp theo số 9 là một cây cần câu lua máy ngang của IK nha các. Hãng IK, dòng Masterbit. Chiều dài cần là 1m98 và cây này nó cứng là MH nha. Cần máy ngang 1m98 này. Tải mồi thì được 12 cho đến 26g, còn tải cá sẽ từ 10 cho đến 20 lb ạ. 1m98, độ cứng MH. Khoen hãng nha các. Khoen hãng và bát cũng là bát hãng luôn. Khoen bát hãng. Đọt cần là 2 ly và trọng lượng cây này nó là 150g. Đọt 2 ly 150g. Cần máy ngang nè, có tay cò ở đây nha. Có tay cò ở đây, cần máy ngang cho mình. Cánh tay cầm nó đẹp lắm nha các. Cánh tay cầm cực kỳ sang trọng đẹp luôn. Và cây này mã số là số 9, đọt 2 ly 150g. Mã số 9 750.000 cây cần lua máy ngang IK này ạ. Mã số 9 750.000. Và tiếp theo số 10, số 10 thì có cây cần cắm gốc của NGK nha các. NGK. Cây này thì chiều dài nó là 1m6 và độ cứng tới tận là 200 luôn. Cứng 200, đọt to lắm. Thông số ngọn cần là 3 ly 9 nha, gần 4 ly. Trọng lượng là 580g ạ. Dàn khoen chân quỳ toàn bộ luôn, câu đáy nha các. Câu đáy biển, câu săn hàng. Khoen chân quỳ Fuji loại sứ xám. 1m6 độ cứng 200, tem vàng đây ạ. Zin nguyên bản không hao hụt không lỗi lầm nha các. Đọt này khủng lắm nha, 3 ly 9 gần 4 ly. 580g và mã cần câu số 10. Mã số 10 giá cần là 1.250.000. Mã cần số 10 1.250.000 ạ. Tiếp theo 11 là cây cần câu tay dòng Superfort của GDUB nha các. GDUB chiều dài 6m3, Superfort. Và độ cứng của cần sẽ là độ cứng 5H cho mình nha. Độ cứng 5H, phôi carbon xoắn tiết toàn thân luôn ạ. Hàng cứng 5H này. Độ cứng cao, ra cần thẳng không võng không lỗi lầm. 6m3 5H và đọt là 1 ly nha các. Và 1 ly, cái này phôi dày lắm, với lại cái phôi carbon xoắn của nó cực kỳ chất lượng luôn. Phôi lóng dày. Cách nhận hàng nhá, mình cầm trên tay mình kiểm tra mình biết ngay chất lượng à. Kiểm tra từng lóng thoải mái luôn nha các. Carbon toàn thân. Đọt 1 ly còn trọng lượng là 252g ạ. Cái này mã số 11 cho mình nha. Mã 11 và giá cần sẽ là 590.000. 590.000 cây mã số 11 này ạ. Cần câu tay 6m3. Tiếp theo là mã số 12 là cây cần tay XSRI và cây này có chiều dài là 5m4 nha các. Cái màu nước sơn của nó là màu xanh rêu, rất là đầm nha. Màu rất là đầm, nó không có quá sặc sỡ đâu các. Cây này đẹp. Đẹp, phôi lóng dày. Carbon xoắn này. Carbon xoắn toàn thân. Đọt cần sẽ là đọt 1 ly ạ. Và cây 5m4 này thì trọng lượng của nó chỉ có 195g thôi. Chỉ có 195g. Đọt 1 ly nha. 195g và mã cần câu số 12. Mã 12 giá cần sẽ là 590.000. 590.000 cây này, mã số 12 nha các. Cây này em có cả 6m3, 6m3 thì là 650 nha. Các anh quan tâm cây nào thì mình cứ inbox cho em ạ. Tiếp theo là mã số 13 nha các. 13 thì em có một cây cần câu tay rắp khúc hàng đề bọc. Cần câu tay rắp khúc chiều dài cây này nó là 3m6 nha các. 3m6 carbon xoắn tuyết toàn thân luôn. Và alo thì alo nguyên zin, xoay 360 độ chấm xoắn dây. Đọt là 1.2 ly ạ. Có nắp chụp nha các. Có nắp chụp đi kèm. 3m6 độ cứng 4H. Không quá cứng mà cũng không có quá mềm nha. Phôi lóng dày, không quá cứng không quá mềm. Và đặc biệt nó có cái định vị lóng cho mình nè. Định vị từng lóng đầy đủ hết căng. Cánh tay cầm quấn chỉ quấn dây mây, quá xuất sắc luôn ạ. 3m6 4H. Hàng không cứng không mềm. Vỏn vẹn chỉ có 65g thôi. Hàng siêu nhẹ 65g. Và mã cần câu số 13 nha các. 550.000 cái này. Mã cần 13 550.000 ạ. Tiếp theo là mã số 14. 14 thì em có cây giả trúc nha các. Cây giả trúc, cây này nó làm những cái mắt trúc rất là chân thật luôn này. Rất là chân thật. Đây mời các anh xem này. Chiều dài cũng là 36 luôn, hàng cứng 4H cho mình ạ. Làm mắt trúc
rất là chân thật nha các. Cái này em có cả size 36 với lại 39 nha. Các anh có nhu cầu size nào thì mình cứ alo em nha. Đầu cần size 360 độ, độc 1.2 ly. Nước sơn đẹp nha các. Phôi lóng dài, ráp cần vào rất là thẳng, thẳng và nảy tốt này. Nó không võng nha, không bị võng đâu các anh yên tâm. Chép trôi hoặc đánh rô phi dịch vụ dùng cây này rất là ok. Cánh tay cầm quấn chỉ và dây mây đẹp ạ. Chiều dài 36, cứng 4H, độc 1 ly 2, trọng lượng 74g. Và cây này có mã số 14 nha các. Mã 14 và giá cần là 590.000. 590.000 size 36 nha. Còn 39 thì là 39 thì là 690.000. 39 thì là 690.000. Đây là mã số 14 này. Và tiếp theo là mã số 15 nha. 15 em có cây cần câu tay carbon của Herabuna. Cây này nó có chiều dài là 6m3 nha các. 6m3 và hàng xuất xứ là Korea sản xuất ạ. Herabuna 6m3. Độ cứng 5H này, đọt là 1.2 ly. Hàng này là đánh săn hàng, câu dịch vụ, câu tốc độ nha các. Săn chấm đen, chấm cỏ, chép, chui, vô tư thoải mái hết. Cái màu sơn của nó là màu đỏ mận nha. Màu đỏ mận, cái này các anh câu ban ngày á, câu ngoài trời ánh nắng nó chiếu vào cái vân carbon cần, nhìn đẹp cực kỳ luôn các, nhìn mê luôn. Màu đẹp lắm. Màu đỏ mận như này này. 6m3, hàng 5H nha các. Đọt là 1.2 ly và phôi săn hàng, phôi carbon cao cấp nên là nó vừa nhẹ mà vừa cứng, chỉ có 224g thôi. 224g cây này. Và cần câu mã số 15 ạ. Mã 15 cần 6m3 có giá là 1.050.000. Cần câu mã số 15, 6m3 1.050.000 ạ. Tiếp theo 16, 16 thì có cây Shimano Agot nha các anh. Đây là cây cần dây trong, có cái túi zin đi kèm này. Hơi xước nha, hơi xước theo năm tháng. Cây này chiều dài là 3m3, độ cứng 30 nha các anh. Shimano Agot cần câu dây trong. Khuyên dẫn alo đều ok hết này. Và bát thì là bát Fuji, bát vặn ạ. Fuji bát vặn. Có cái khuyên kim loại để mà buộc dây bảo hiểm đây nha các anh. Còn cán tay cầm sẽ là dạng cán mút. Bên dưới hai cái lóng này nó có cái khuyên dẫn để các anh xỏ cái cước qua rồi mình câu nha. Câu dây trong thì nó sẽ đỡ vướng dây hơn các anh. Câu dây trong đỡ vướng dây hơn. 3m3 cứng 30. Đọt là 2.2 ly, trọng lượng 245g. Và mã cần câu số 16, mã 15. Mã 15 có giá là 730.000. Mã 15 nha các anh, 730.000. À không, em nhầm, cái này mã 16 đúng rồi. Mã 16, 730.000. Tiếp theo số 17. 17 là cây 2m1 độ cứng 30, cần Hàn Quốc sản xuất nha các anh. 2m1 cứng 30 ạ, dòng New Forest này. Bát Fuji Stainless dạng bát gọt, đọt 2. Cái này đọt 2.4 ly. Đọt 2.4 ly, dạng cần rút nha các. 2m1 cứng 30. Cần rút có 2 lóng thôi. Và trọng lượng sẽ là 157g. 157g, mã số 17. Mã 17 và giá cần là 450.000. Mã 17, 450.000 cây này. Tiếp theo số 18 các. 18 một cây 2m4 độ cứng 30 của Alpha Tacker. Cần Hàn Quốc sản xuất nha, dòng C-Fighter này. Alpha Tacker. Bát Fuji Gold, bát vặn. Alpha Tacker và dưới này thì nó sẽ xoắn vảy cá hai da nha các. Khuyên dẫn alo đều là Fuji xứ xích hết. 2m4 cứng 30, đọt cần là đọt 2 ly 6, trọng lượng 293g. Cây này mã 18. Mã 18 có giá là 450.000. Mã 18, 450.000 ạ. Tiếp theo 19. 19 em có cây ISO đẹp của dòng Daiwa Dragon, 5m3 cứng 1.5, hàng Thái Lan sản xuất, có mã code, có tên vàng ạ. Bass Stainless LX6, bass gập. Khuyên dẫn alo đầy đủ hết con. Và phần này thì có 5 lóng cho mình nha. 5 lóng, đọt là 2 ly 9 nè. Còn trọng lượng 198g. Carbon xoắn toàn thân. Nước sơn màu bạc, cây này độ mới còn cao lắm con. Độ mới cao, ít xước nha. Với lại những cái vết xước của nó chỉ là trên bề mặt nước sơn thôi, chứ nó không có chạm đến phôi nha các. Không có chạm đến phôi còn. Và đọt 2 ly 9, trọng lượng 198g. Mã số 19. Cây này có giá là 750.000. Daiwa Dragon ISO. Mã số 19 nha. Có giá là 750.000.
Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.